Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hello và xin chào tất cả các bạn fan đang xem video này, nhất là những bạn nữ. Bởi vì ngày hôm nay, như các bạn cũng biết, đó chính là ngày 8 tháng 3. Ngày mà mình đang quay video này cũng là ngày 8 tháng 3 mấy bạn ạ. Và mình xin chúc tất cả những bạn fan đang xem video này, nhất là những bạn nữ, sẽ có một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc nha. Trời ơi, yêu các bạn nhất trên đời luôn á. Có bạn nào mà là bạn nam á thì nhớ là mua quà tặng cho mẹ đi nha. Tại vì á, mấy bạn á mà tặng cho mẹ một món quà thôi là mẹ sẽ rất là vui luôn á. Cho nên mấy bạn hãy nhớ mua quà để tặng cho mẹ vào ngày 8 tháng 3 này nha. Một năm mới có một lần thôi mà, đúng không nào? Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Không Cần TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế. Điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Tin 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 tin. Và ngày hôm nay thì tôi cũng chưa biết làm gì ở trong video này hết trơn á. Mà tại vì hôm qua tôi đã không ra video cho bạn xem rồi, cho nên hôm nay tôi ăn vào trong làng Hero Team nữa bạn. Để tôi xem coi có cái gì vui vui không, tôi quay cho bạn xem nè. Hey, tính ra là dạo gần đây Phong hơi lười bạn ơi. Phong ít ra video cho bạn xem quá à. Xin lỗi bạn nhiều nha. Phong sẽ cố gắng ra nhiều video hơn cho bạn xem nha. Khoan từ, ở bên Sim kia ơi. Hình như là Simmy, Kairon với Sammy kìa. Trai đã chuẩn bị một cái món quà rất là bất ngờ dành tặng cho Sim vào ngày 8 tháng 3 này. Sim nhận lấy nó đi. Xin giới thiệu với Sim, đây chính là chiếc bánh mà Kai tự làm để tặng Sim vào ngày 8 tháng 3 đó. Cái gì? Tặng bánh kem sao? Khoan, chẳng lẽ ý ông là tôi gọi là gì đã đạm bập rồi ông muốn gọi là tặng bánh kem cho tôi ăn cho tôi mập hơ hả Kairon? Ủa gì Kai em? Ông là một người xấu xa như vậy Kai. Khoan khoan, trời ơi, cái ý của Kai đâu phải là vậy đâu. Cái bánh kem này là tự tay của Kai làm luôn á. Từ từ mọi người ơi, cho tôi hỏi mọi người đang làm gì ở đây vậy? Tụi tôi chỉ đang ngồi đây uống trà ăn bánh với Sam thôi. Tụi tôi tay tặng bánh kem nè. Trời ơi, Simmy này thiệt, Simmy quá đáng lắm luôn á. Nghĩ sao vậy, Kairon đã cất công tự tay làm cái bánh kem mà tặng cho Sim để làm quà 8 tháng 3 thì Sim phải vui chứ, sao Sim lại bảo là ăn bánh kem mập hả? Ơi, không biết gì hết trơn á, 8 tháng 3 người ta tặng bông không à, ai tặng bánh kem đúng không? Ủa gì kỳ vậy? Chị chung muốn người ta béo lên chứ gì? Trời ơi, biết hết mà. Ghê nè, hồi sáng á, 5 giờ sáng là mình đã dậy rồi. Mình dậy mình đi mua nguyên liệu, mình về mình làm cái bánh mà giờ xem nói vậy. Trời ơi, tội nghiệp Kairon quá, đúng thiệt là làm con trai khổ quá mấy bạn ơi. Thì không chịu được mấy bả là mấy bả la vậy á. Trời thôi không sao đâu Kai, để Phong ăn cái bánh kem này giùm cho. Ha, được không? Trời ơi, ăn luôn đi bạn, đừng có ăn. Bây giờ Kairon cũng tặng quà cho Simmy rồi, còn tôi thì sao, tôi quên. Trời ơi, nãy ông định xù quà tôi hả, quà tôi đâu? Mặc dù là Phong biết hôm nay là ngày 8 tháng 3 nhưng mà Sammy à, bộ Sammy không thấy rằng là ngày nào đối với Phong ngày nào cũng sẽ là ngày của Sam hết đúng không? Tiền lương Phong cũng đưa cho Sam nè, rồi Sammy muốn ăn gì Phong cũng nấu cho Sam ăn. Nói nhiều tôi không cần biết, cái ngày này là ngày 8 tháng 3. Không là đây. Trời ơi, cái ngày lễ duy nhất mà không tặng quà tôi là sao hả? Không phải là Phong không tặng quà cho Sam mà giờ sao cái chết rồi, tôi nói Kai nghe nè. Thật ra là Phong không muốn tặng quà cho Sam đâu, mà tại vì bà Sam bà lấy hết tiền lương của tôi vậy, giờ tiền lương đó tôi mua quà tặng cho bà. Trời ơi, cái gì mà ác quá vậy, trời, đã lấy hết tiền lương của người ta rồi còn yêu cầu phải đòi tiền lòng đòi quà nữa. Chưa, cái ông trai này có biết ý tứ gì đâu, thế là đến cái ngày lẻ của tụi mình đó. Thôi đi về Sim ơi, chán không muốn chồng mỹ con trai ai cũng như nhau, thật là độc ác. Nam ơi, em có cái món quà này tặng cho Sam nè, tặng cục xương được không? Trời ơi ký vô đầu bây giờ, thôi đi về Sim. Sam ơi, vậy Phong tặng cho Sam cái cục than nè được không, cái màu mà Sam thích nè. Mệt ghê luôn à. Ông ơi, cái bánh kem này á mình làm bây giờ Sim muốn ăn nữa, mình với bạn đem về nhà ăn đi. Kai à, trời ơi, thiệt sự luôn á mấy bạn ơi, mình không ngờ làm con trai khổ vậy luôn á bạn. Tính ra đâu phải là mình không muốn tặng quà cho Sam đâu, mà tại vì á bà Sam bà lấy hết tiền lương của mình rồi, cho nên mình là mình mới không có tiền mua quà á bộ. Nhưng mà ngày nào mình chẳng gọi là nuông chiều, chẳng yêu thương Sam, trời khổ quá đi. Đúng rồi, ước gì tôi được làm con gái trai 12 bánh nước khổ. Đúng vậy, thôi được rồi Kai ơi, Kai lo về nhà xin lỗi Sim đi kìa. Thôi đứa bà Sim mới giận lên xong luôn á. Quên, phải xin lỗi Sim chứ làm sao mình bỏ đi vậy được. Thôi tạm biệt mọi nhà, mình đi đây, bye bye. Bye bye. Trời ơi, ước
gì tôi được làm con gái với bạn ơi. Làm con gái một ngày thôi, được làm ngày 8 tháng 3. Để tôi được nhận quà, tôi muốn làm con trai mấy ngày này đâu. Khổ quá. À mà khoan, từ từ. Làm con gái hả? Hey, mình mới vừa nghĩ ra một ý này rất hay nè bạn. Hey, tụi có cách, có cách. Mấy bạn à, hôm nay á bà Sammy bả đã giận dỗi tôi bởi vì là tôi không tặng quà 8 tháng 3 cho bả. Nhưng mà lý do thì chắc các bạn cũng biết rồi, là bả giữ hết tiền lương của tôi thì tiền đâu tôi làm quà. Còn Kyron á đã làm cái bánh kem tặng cho Sim, vậy mà Simmy cũng chơi lên chơi xuống. Thiệt sự tôi thấy là làm con trai khổ quá bạn ơi, nhất là mấy cái ngày lễ đây nè. Hay, nhưng mà chắc là tôi nghĩ rằng á là chắc là chỉ có bọn tôi khổ thôi chứ chắc mấy bạn không khổ đâu. Chỉ có bọn tôi là khổ á, tại vì là có hai bà người yêu vô cùng gọi là khó chịu luôn á bạn. Bởi vậy cho nên là hôm nay mình đã có cách rồi, mấy bạn hãy xem đây. Mấy bạn thấy gì ở đây không? Xin giới thiệu với bạn, đây là một cái khối lệnh trong Minecraft. Thì mình sẽ bấm vô cái này nè, sau đó mình sẽ dùng một cái lệnh nha bạn nha. Để mình xem coi lệnh nè. Một ngày làm con gái ở trong Minecraft. Đó, tôi ghi như thế này. 8 tháng 3, đó tôi sẽ ghi như thế này. Một cái lệnh nha bạn nha. À khoan từ, tôi sẽ mở một kép ra là Phong Cận TV. Đó là để một mình tôi thôi bạn ơi. Tôi nói cho bạn biết nè, cái khối lệnh này á, khi mà tôi bật nó lên nha, thì ngay lập tức tôi sẽ biến thành con gái và những người khác sẽ biến thành con trai hết. Kể cả Simmy, Kyron, Kamui hay là bất cứ ai, dù là con gái cũng sẽ bị biến thành con trai luôn. Tại vì ở trong làng này bây giờ sẽ chỉ có một mình tôi là con gái thôi. Lúc đó tôi sẽ tha hồ mà nhận quà. Ok, được rồi. Để cái cần gạt đây nè. Ok, chuẩn bị 3, 2, 1, bật lên. Ui, ôi trời ơi mấy bạn ơi, động đất. Ôi, xong rồi. Mấy bạn có thấy trận động đất vừa rồi không? Có nghĩa là khối lệnh của mình đã hoạt động rồi các bạn. Ủa nhưng mà khoan, sao mình vẫn chưa biến thành con gái vậy ta? Gì kỳ vậy? Chắc là mình phải mặc đồ con gái vô thì mới biến thành con gái rồi đó. Ok, để tôi lấy bộ đồ coi. Đây, tôi sẽ lấy cho tôi cái bộ đồ nha các bạn nha. Đây là một bộ đồ con gái vô cùng dễ thương luôn các bạn. Bây giờ tôi sẽ mặc vô thử nè. Đầu tiên á, tôi sẽ đội tóc giả vô. Trời ơi, có cái mái tóc hai chùm dễ thương dễ sợ các bạn ạ. Mang đôi vớ vô nè, sau đó là mang cái váy vô, mặc cái áo vô. Wow, trời ơi, bây giờ nhìn mình nhìn mình thấy ghê chứ thôi, nhìn mình không có xinh gái chỗ nào hết trơn các bạn ơi. Nhưng mà không sao, dù gì mình cũng đã biết thành con gái rồi. Thôi được rồi, vậy bây giờ mình sẽ ra ngoài để xem coi mọi người đã thay đổi như thế nào nha các bạn nha. Ok, đi thôi nào, let's go. Hey, hình như mình nhớ là hồi nãy á, Sim, Sam với lại là Kyron vào trong nhà của Simmy thì phải. Vậy là mọi người đang ở bên đó. Được rồi, để mình qua coi mọi người có biến thành con trai chưa nha. Ok, để vô xem thử nè. Hay, xem coi có ai không ta. Mình thấy Kyron kìa bạn. Ui, Kyron đây mặc đồ nhìn đẹp trai dữ vậy. Khoai từ, mình là con gái cho nên mình cần phải nói chuyện dịu dàng vô bạn ơi. Xin chào Kyron nha. Kyron ơi. Ở đâu vậy? Hình như là nhà của chúng ta có khách thì phải. Để tôi ra mở cửa. Xin chào Kyron. Xin chào mỹ nhân. Đây có việc gì nhỉ? Mỹ nhân hả? Trời ơi, nay còn gọi tôi là mỹ nhân nữa. Trời ơi, nghe thích ghê, bạn được gọi là mỹ nhân. Hôm nay á, tôi đến đây á là để tôi thăm mọi người. Tôi biết hôm nay là ngày 8 tháng 3. Nàng mỹ nhân à, trước khi mà nàng vào bên trong á, ta có một phần quà nho nhỏ muốn tặng cho nàng, đó chính là bó hồng này. Bó hồng này tượng trưng cho tình cảm của ta dành cho nàng đó. Trời ơi, quá là lãng mạn luôn. Ôi được rồi, ủa còn Sim với lại là Sam đâu rồi nha? Sim Sam ơi, mỹ nhân tới nè, Sim Sam ơi. Mỹ nhân tới nè. Mỹ nhân tới. Sam ơi, hình như là hot girl của làng mình tới kìa. Trời ơi, hot girl hot nhất là người đầu tiên chứ gì. Trời ơi. Ôi mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè, hình như là Simmy với lại là Sammy biết thành con trai nè bạn. Đó, mặc đồ con trai nè, trời ơi. Nhưng mà sao mà mấy cái bà này biến thành con trai xong nghe cái giọng của bà nghe kỳ kỳ vậy ta? Xin chào Phong Cận. Chào Simmy. Chào, hôm nay thì tụi tôi biết là một ngày rất là quan trọng đối với cậu. Đó chính là ngày 8 tháng 3 đó, một ngày rất là tuyệt vời. Nên tôi đã tới đây xin mời cậu. Ủa? Nói gì hả? Xin mời hết. Wow. Trời ơi, quà đẹp quá vậy, bánh kem nữa. Yeah, và còn một thứ nữa. Tôi biết những món quà này vẫn còn rất là nhỏ, nhưng đây là món quà tôi tặng riêng cho cậu.
trời ơi, có quà riêng luôn. Trời ơi mấy bạn ơi, mình nói chuyện kiểu này mình mệt quá các bạn ơi. Ai, trời ơi, mình nói chuyện bình thường được không ta? Chứ bây giờ mình cứ trời ơi thích quá. Trời tôi mệt muốn chết luôn rồi. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ nói chuyện bình thường nha, nhưng mà mình sẽ chỉnh ở trong game để cho mọi người nghe giọng mình thành con gái nha các bạn. Ok, chỉnh nè. Từ từ tôi sẽ nhập cái lệnh. Ok, rồi xong. Rồi bây giờ tôi sẽ nói chuyện bình thường cho dễ nghe. Ủa, hôm nay có quà gì cho tôi vậy ta? Quà gì vậy? Đây là một món quà tôi sẽ dành tặng cho cậu đó. Quá đã dữ trời. Cảm ơn nhiều nha. Để xem bên trong có gì nè. Kim cương. Đúng vậy, coi như tôi biết là cậu rất thích hột xoàn và kim cương nên tôi đã mua cho cậu. Rất trời ơi, cảm ơn nhiều nha. Chu đáo quá. Nghĩ sao vậy? Mấy cái ngày đó tặng mấy cái đó, mấy viên kim cương, trời ơi, dăm ba mấy viên kim cương này. Trời làm sao mà hot girl thích được, đúng không Phong Cận? Tôi nhắm đợi cái ngày 8 tháng 3 này, nó ngày quốc tế phụ nữ, tôi tặng quà cho cậu nè, trời ơi. Ủa quà gì vậy? Quà này chắc chắn cậu sẽ thích. Đó, cậu thích tôi luôn nè, đó. Kim cương. Trời ơi. Kim cương là cái gì? Simmy tặng Simmy tặng mấy viên kim cương. Đúng. Còn Sammy là tặng block kim cương luôn. Trời ơi, từ từ để mình xem coi được bao nhiêu kim cương nè. Ủa, trời ơi. Mấy kim cương không vậy? Mấy không. Anh chàng à, mấy anh chàng này á, thật là gọi là không biết gọi là tận hưởng, đã lộn, không biết gọi là tặng quà gì nó ý nghĩa hơn hả? Mấy người cứ nghĩ đâu là chỉ cần tặng kim cương là được sao? Đúng rồi đó. Thật ra là hôm nay ta đây cũng có một món quà muốn dành tặng cho nàng á. Ta ủa, đây á, thì dạ? Không có muốn tặng mấy cái món quà như là kim cương gì đâu, ta thấy nó vật chất á, nên là ta muốn dành tặng món quà mang ý tưởng gọi là ý nghĩa nhiều hơn đó. Đây chính là cuốn lịch mà ta sẽ dành tặng cho nàng. Ủa sao tự nhiên tặng được cuốn lịch làm gì vậy? Biết sao mà ta tặng cho nàng cuốn lịch không? Tại sao vì vậy? Á là một năm có 365 ngày, cái cuốn lịch này á là nàng hãy để trong phòng của nàng, nàng hãy đếm từng ngày thích ta đi. Trời ơi, thích đồ ha. Nè, tôi nói cho mấy người biết nè, tôi biết á, tôi là con gái duy nhất ở trong làng Hero Team này, nhưng mà không có dễ mà tôi thích mấy người đâu nha. Tôi nói mấy người nghe nè, tôi á là tôi chỉ thích một người đàn ông mạnh mẽ mà thôi, hiểu không? Hả? Người đàn ông mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Rất là mạnh mẽ nha. Ôi, là tôi tập gym dữ lắm nha, tập gym cơ. Ôi, là tôi mới đi qua rồi là mấy chục con suối mà tôi không thấy mệt luôn đó. Cái gì vậy? Nàng thấy ta đủ mạnh mẽ chưa nàng? Ê, nè. Dừng lại. Trời ơi, mạnh mẽ ở đây không nghĩa dùng súng đâu nha ông nội. Đi ra ngoài đây, đi ra ngoài đây. Ông làm cướp bóc hay ông làm mạnh mẽ gì vậy? Đi ra ngoài đây. Thôi được rồi. Bây giờ tôi biết tôi là người con gái duy nhất ở trong làng. Bây giờ mấy người muốn mà tôi thích mấy người á, thì bây giờ tôi sẽ mở ra một cuộc thi. Wow. Đó, thì cuộc thi này sẽ là cuộc thi của những hiệp sĩ chiến đấu với nhau. Nếu như một trong ba người ai chiến thắng thì người đó sẽ được vinh hạnh gọi là người ta đi ăn với tôi, được không? Ủa, được chứ. Trời ơi, chuyện này quá là được luôn. Trời ơi. Ok. Trời ơi bạn ơi, tôi nãy giờ tôi nói giọng con gái tôi mệt quá. Trời ơi, mà tôi cứ dịu mệt chết. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ mọi người đi theo tôi nè. Chào tất cả quý vị khán giả đang xem video. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với một chương trình võ thuật của các hiệp sĩ đằng sau lưng của tôi. Xin giới thiệu mọi người, ở đây chúng ta có ba võ sĩ. Đầu tiên là võ sĩ Mèo Simmy, võ sĩ Kaidon và võ sĩ Sammy. Ok. Wow. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ thích những người đàn ông mạnh mẽ mà thôi. Cho nên bây giờ á, ba người phải chiến đấu với nhau để xem coi ai mạnh hơn, được chưa? Hiểu không? Okay. Quá là dễ luôn. Nói về thể lực á, chắc chắn á, ta đây là mạnh nhất rồi. Trời ơi, cái đầu là nhìn biết trẻ trâu rồi làm sao mà thắng hơn tôi được. Trời ơi. Mọi người đừng có cãi nhau. Rồi, bây giờ ai chiến đấu với ai trước đây? Bây giờ ta sẽ xưng phong ra trước luôn, kẻ nào dám thách thức với ta cả đây. Vậy là hiệp sĩ Kairon đấu trước đúng không? Còn ai nữa không? Ai muốn đấu với hiệp sĩ Kairon nè? Simmy. Mèo Simmy. Ok, vậy thì bây giờ sẽ là trận đấu giữa Mèo Simmy với lại là Kairon nha bạn nha. Ok, được rồi. Bây giờ tôi sẽ ngồi ở trên đây để tôi xem nha bạn. Ok rồi, hai tên, người tên Simmy kìa, người không thể nào thắng lại được ta đâu. Để coi tên đầu đỏ. Ủa mà khoan, từ sao tôi thấy Mèo Simmy biến thành con trai rồi mà nghe giọng vẫn kiểu con gái quá vậy ta? Có khi nào không, chắc là không thay đổi được giọng nói chứ mà.
Let's go. À, tôi thấy con trai hơn rồi đó. Rồi, ok, được rồi. Thì bây giờ 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Let's go. Từ từ, từ từ. Người ngon có vào đây. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Từ từ, cái này, ta muốn nói với một điều. Cái gì? Nấu nhiều nè. Ôi trời ơi, ôi trời. Mạnh mẽ quá, trời ơi, Kairon mạnh mẽ quá, cố lên. Người dùng rêu quá, ta dùng kéo. Nói về thể lực á, thì không có kẻ nào mà cái thể hơn người ta. Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn hãy thử đón thử coi liệu rằng là mèo Shumi với lại là Kairon ai sẽ là người thắng nha. Ok. Cái rìu kia, cái Sim ơi, tôi đưa cho ngươi cầm rìu đằng sau luôn á. Cho tôi cầm rìu đằng sau luôn á. Rìu kia, rìu kia, lấy rìu đi. Trời ơi, cầm rìu không có kỹ năng cũng vậy vậy bạn ơi. Rồi, tao vàng luôn. Ủa cái gì mà táo vàng đâu luôn vậy? Trời ơi, trời. Ủa có gì đâu, không có gì đâu trời. Múa à, múa. Ôi trời, ôi trời, ôi trời ơi. Múa. Ghê quá, trời ơi, ghê quá, ghê quá. Hiệp sĩ Kairon đã thắng được hiệp sĩ mèo Shumi rồi các bạn ơi. Trời ơi, ghê thiệt. Thấy ta mạnh mẽ không nàng? Ơi ơi trời, chàng thật sự là một người đàn ông mạnh mẽ. Thôi được rồi. Còn ta, thấy gì không? Tay cầm rìu, tay cầm kiếm, nhìn là không có đơn giản thế nào nha. Cái tên kia. Ok, thôi được rồi. Bây giờ sẽ đến lượt trận đấu giữa Kairon với lại là Sammy nha các bạn. À mà quên nữa, bây giờ á, mấy bạn hãy thử đón thử coi ai là người giành chiến thắng nha, Kairon hay là Sammy. Nếu như bạn đón là Kairon thì bạn hãy nhấn vào nút like cái video này. Nếu như bạn like càng nhiều thì Kairon sẽ thắng. Còn nếu như mấy bạn nào mà đón là Sammy thắng thì bạn hãy comment. Đó, comment xuống bên dưới đó, thì ngay lập tức Sammy sẽ là người giành chiến thắng nha. Để coi ai sẽ thắng đây. Coi mấy bạn like hay là mấy bạn comment nè. Rồi ok, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi trời. Này, ngươi không dùng khiên thì ta cũng không dùng khiên với ngươi luôn. Ghê vậy. Ôi trời. Trời ơi, đánh nhau căng thẳng quá trời. Trời ơi, đâu phải đánh liên tục là hay cho bạn. Trời ơi. Chứ sao ta. Ai thắng đây? Ui. Múa. Ai thắng đây? Múa. Ui căng thẳng quá. Múa. Wow. Trời ơi, vậy là Kairon thắng rồi. Oh my god, mấy bạn ơi, không ngờ Kairon lại mạnh mẽ như vậy. Oh my god. Thôi được rồi. Bây giờ sẽ đến lượt trận đấu tiếp theo. Trận đấu này mới căng thẳng nè. Trận đấu này sẽ là giữa tôi với lại là Kairon. Cái gì? Làm sao mà ta có thể đánh nàng được chứ? Thôi được. Đừng có nhường ta. Ta đã nói rồi, có vợ hay nhào vô đây đi. Nếu mà nàng đã nói như vậy rồi thì nhào vô đi. Ok, được thôi. Tôi không hèm mặc giáp luôn nè. Ok, chuẩn bị nè. 3, 2, 1, vô. Ây da. Trời ơi, con trai mà đánh con gái. Phòng cận cũng có sao không ạ? Nào có sao không vậy? Trời ơi, đau quá. Con trai mà đánh con gái kìa trời. Trời ơi, nhục nè, tôi đây. Ủa nhưng mà gót của nàng ta hả? Nhưng mà rõ ràng là nàng nói là nhường, lộn là phải đánh nè. Trời ơi, nói ủa? Vậy thôi chứ. Bộ nói đánh là đánh hả? Con trai đâu kỳ cục vậy? Hả? Giờ là chàng phải cho ta đánh, nếu không thôi là ta giận luôn. Được, nè, đây ta cởi giáp rồi nè. Nàng muốn đánh ra nhiêu cũng được, đánh đi. Ok, đánh nè, trời ơi, yeah, thắng rồi. Chúc mừng nè. Trời ơi. Trời bạn ơi, thích quá, làm con gái thích quá bạn ơi. Trời ơi, ok, thôi được rồi. Bây giờ thì trong ba chàng không ai thắng được ta hết trơn á, cho nên ta không chọn ai hết. Bây giờ ta chỉ có một cái cuộc thi tiếp theo. Cuộc thi tiếp theo của ta sẽ là cuộc thi tặng quà. Hồi nãy mọi người tặng quà tôi rồi, nhưng mà tôi không thích mấy món quà đâu. Bây giờ mọi người phải cho tôi cái món quà xịn hơn thì tôi mới thích. Chịu không? Được rồi. Vậy thì bây giờ tôi cho mọi người 3 tiếng để mọi người chuẩn bị quà đó. Bây giờ tôi về nhà tôi ngủ rồi, tí nữa tôi qua nha. Ok. Trời ơi. Trời ơi, quà tôi xin lên núi tôi lấy quà. Trời ơi mấy bạn ơi, thiệt sự hôm nay quá là vui luôn. Trời ơi là trời thích thật sự luôn các bạn. Nhưng mà tính ra từ nãy giờ là mình là con trai, cho nên là mình chỉ cho mọi người thôi, chứ không có bạn nữ, bạn con gái nào mà nhõng nhẽo gì đâu nha các bạn. Cái này từ nãy chỉ là diễn thôi nha các bạn. Ok, được rồi.
Nhưng mà một ngày làm con gái cũng vui thiệt sự á. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ chờ coi mọi người sẽ chuẩn bị quà gì cho tôi nè. Tôi sẽ tìm cách gì đó để tôi cho mọi người vui hơn. Sau 3 tiếng đồng hồ thì những chàng trai mạnh mẽ ở đây đã chuẩn bị cho mình xong những món quà rồi các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi mọi người tặng quà gì cho mình nha. Ok, đầu tiên quà của ai đây? Đây, giới thiệu với nàng phong cận xinh đẹp của ta. Đây chỉ là món quà mà ta đã chuẩn bị cho nàng đó. Ủa, quà gì vậy? Nói chung, ta biết nàng là một cô gái dễ thương xinh đẹp. Và nàng rất thích những thứ dễ thương. Nên ta đã tập hợp gần 100 con búp bê khác nhau trên toàn thế giới siêu cu te. Ôi, cái gì đây? Ghê vậy, 100 con búp bê. Trời bạn ơi, bạn nhìn nè, quá trời búp bê luôn bạn ơi. Nhiều vậy. Oh my god. Trời ơi, trời ơi, ta nghĩ món quà này là lớn nhất rồi. Ủa sao cười vậy? Cái trò con nít. Trời ơi, ngươi nghĩ sao bây giờ ngươi tặng cho nàng công chúa của ta gọi là mấy con búp bê tào lao này vậy? Mấy con búp bê này chỉ dành cho gọi là trẻ con chơi thôi. Đây nàng à, ta có một cái món quà bất ngờ hơn dành tặng cho nàng. Nàng có muốn xem không? Bất ngờ hơn luôn á hả? Quá gì nữa? Ghê vậy trời. Cái này là hơn 100 con búp bê ở trên toàn thế giới. Mà bây giờ Kairon còn bảo là Kairon có món quà đẹp hơn, xịn hơn tặng cho mình nữa. Ôi, trời ơi, nó đẹp và nó xịn hơn cái này gấp 100 lần luôn. Đi theo ta. Ủa quà gì vậy ta? Mình tò mò quá. Đây, nàng có thấy á, là nàng có một cái hộp quà siêu to đây à? Trời ơi, cái gì vậy? Cái hộp quà bự như vậy trời. Ôi, nhưng mà hộp quà bự như thế này á, thì làm sao mà ta mở quà được? Nói chung á là nàng cứ yên tâm, ta đây là người tâm lý mà. Nên là bây giờ nàng có thấy cần gạt này không? Bây giờ nàng chỉ cần á gạt xuống cái là cái món quà này sẽ được mở ra. À, là bây giờ ta chỉ cần gạt cái cần gạt này thì cái món quà sẽ hiện ra hả? Đúng rồi. Trời ơi, cái hộp quà, hộp quà bự quá trời quá đất của các bạn. Đâu, để mình xem coi món quà này là cái gì nha các bạn nha. Ok, thử nè, 3, 2, 1, gạt cần gạt nè. Ui, tầng. Trời ơi, cái gì xịn quá vậy? Trời, mấy bạn ơi, bạn nhìn cái hộp quà nó mở ra nè. Ui, xin giới thiệu với đèn. Hộp quà của chúng ta đang được mở ra. Đợi xíu, tại làm hơi to, không cảm. Ờ, nhanh xíu đi, lâu quá à. Không cảm. Ôi, món quà gì vậy? Ui, xin giới thiệu với nàng. Đây chính là Gaming House màu xanh. Cái màu mà bạn thích đó. Cái gì? Gaming House màu xanh trời. What? Nguyên cái Gaming House được sơn thành màu xanh màu của mình luôn bạn ơi. Cái gì ghê vậy? Ủa, vậy là có nghĩa là chàng đã mua nguyên cái Gaming House này sơn thành màu xanh để tặng cho ta hả? Ta đã mua cái Gaming House này với giá là 50.000 tỷ. Sau đó là ta đã còn sơn lại luôn cái Gaming House này thành màu xanh để tặng nàng. Trời ơi, cái gì ghê vậy? Trời ơi, cái món quà này quá đặc biệt luôn bạn ơi. Vừa đắt tiền mà vừa đúng màu mình thích luôn nè. Trời ơi, mình nghĩ cái món quà này là xịn nhất luôn rồi đó. Trời, thích quá. Ủa gì vậy? Trời ơi, vậy? Đừng tưởng lấy ngôi nhà ra mà khè sự giàu có nha. Nói với sự giàu có thì Sammy Đào ta đây là vô địch khắp vũ trụ thế giới. Ủa? Minecraft. Tức là tôi thấy là cái Gaming House này sơn thành màu xanh thôi là món quà là xịn lắm luôn rồi á. Bộ chàng Sammy còn muốn quà gì xịn hơn hả? Tất nhiên rồi, nói về độ giàu có thì ta là bậc nhất mà. Mấy cái căn nhà này trời ơi, chỉ là để giữ xe thôi. Bây giờ ơi, muốn biết được căn nhà mà VIP nhất Minecraft là để ta tặng nàng là như thế nào không? Thì theo ta, nó mới hợp với nàng của cái nhà này. Tên không này, hợp với trơn. Tên này dám gáy à. Trời ơi mấy bạn ơi, nguyên cái Gaming House to đùng như thế này mà bây giờ Sammy còn bảo Sammy còn món quà xịn hơn tặng cho mình nữa. Trời ghê vậy trời. Ở đâu để coi món quà gì vậy? Xin giới thiệu mọi người, đây là cánh cổng đến với thế giới kim cương. Và đây là món quà bí mật ta dành cho nàng. Cái gì? Cánh cổng kim cương. Trời xác. Nghe hấp dẫn quá vậy ta. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ ta sẽ thử qua bên đó thử để xem coi có cái gì nha. Mọi người đi theo ta nè. Đi thôi, let's go. Đi thôi, let's go. Ây, hồi hộp quá, không biết có gì đây ta. Hay chà. Biết thế nào là sự giàu có chưa? Trời, cái gì mà nguyên cái làng Hero Team được làm bằng kim cương không vậy? Ôi xịn vậy. Sao có thể? Tên này ngươi. What the? Trời ơi, món quà ta tặng cho nàng
nàng có thấy xứng đáng với Phong Cật không? Trời ơi, ta thích lắm nguyên cái làng được bà làm bằng kim cương luôn. Bạn coi nè, nhà của mình cũng biến thành kim cương nè bạn. Đó, nhà của Sam, nhà của Camui, nhà của Dịch. Trời ơi, tất cả, ôi Cao Minh Hảo làm bằng kim cương luôn. Trời ơi, cái đó nè, vậy là coi như á là quá. Ga Minh Hào được làm bằng kim cương luôn kìa, cho nên là chắc là xịn hơn, gọi là quà của chàng rồi. Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy? Giàu quá. Cho kiếm thêm, giàu quá đi cho đi kiếm thêm á. Trời ơi. Trời cái gì mà ghê vậy? Cái gì mà qua bên đây và xin kim cương người ta luôn vậy trời? Từ để tôi xem coi xung quanh này còn gì nữa không? Tôi phải đi review bạn ơi. Nhà của Siro biến thành kim cương nha. Nhà của Simmy cũng biến thành kim cương. Trời, kể cả cái cây mà nó cũng làm bằng kim cương luôn đó bạn. What? Trời ơi, bé bơ cũng biến thành mặt giáp kim cương luôn nè. Ôi. Oh my god, bé bơ. Trời. Bé mưa mặc giáp kim cương luôn, xịn dữ vậy. Oh my god. Wow. Ôi. Sao? Ở bên này có mấy con heo mặc giáp kim cương luôn nè. Trời ơi, cái thế giới này là cái gì cũng kim cương hết trơn á. Trời, trời ơi, mấy con heo mấy con heo nó mặc giáp kim cương rồi các bạn. Nhưng mà nhìn cái mặt của nó nó kiểu là nó thích lắm các bạn ơi. Hay từ còn bên này. Ui, bên này còn mấy con bò bằng kim cương. Trời ơi, mấy con bò. Mấy con bò hay không? Còn ở bên này, bên này là mấy con gà được làm bằng kim cương. Trời ơi, mấy con gà này chắc không dám ăn luôn quá. Cái gì mà xịn quá vậy trời. Có thật ngoài đời không vậy? Trời ơi, mấy bạn ơi, vậy là coi như là Sammy là người có món quà đặc biệt nhất rồi. Trời ơi, bởi vậy cho nên là ta chọn đúng người rồi. Sammy à, vậy thôi được rồi. Ta thấy chàng là cái người yêu thương ta nhất. Cho nên à, bây giờ chúng ta đi ăn nha. Chứ sao nữa nàng, đúng là thông minh, chọn đúng người đấy nàng. Vậy bây giờ nè, bọn mình ta thích đi ăn ở bên Hawaii nè. Sau đó mình đi tắm biển ở bên Hawaii. Rồi mình qua Paris, mình ngắm tháp Eiffel đó. Sau đó mình qua bên Hàn Quốc để mình đi ăn cá viên chiên, đi ăn chả cá Hàn Quốc được không? Trời ơi, đừng ngạn cây một. Bây giờ lấy cục kim cương rồi mình đi thôi đó. Đây quá trời kim cương mà có thiếu gì đâu, đúng không? Trời ơi, đã quá. Trời ơi bạn ơi. Tên Sammy, người nhớ đó, tên Sammy. Trời ơi. Coi chừng đó, công chúa với bạn sẽ là của ta. Trời ơi mọi người giận rồi bạn ơi. Hay tính ra nha bạn, hôm nay là một ngày vô cùng vui đó bạn ơi. Mình được làm con gái và sau đó mình được tặng quá trời quà luôn. Ê! Caron. Làm gì á? Tôi mới thấy ông lấy cái gì ra vậy? Không có đâu. Rồi ok bạn ơi. Vậy là ngày hôm nay mấy bạn thấy mình được làm con gái có thấy thích không nào? Thì nếu như bạn thích video này đừng quên để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy vào bên kênh YouTube của Sammy, Simmy và Kairon để đăng ký hội cho mọi người nữa nha bạn nha. Để an ủi mọi người bởi vì mọi người đã không có được một nàng công chúa xinh đẹp như tôi. Ơi mệt quá, nói chuyện giọng gái mệt quá. Ok, và coi như là video này đến đây cũng đã rất là dài rồi. Chứ mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Để mình còn đi hẹn hò với lại Sammy nữa bạn ơi. Còn bây giờ thì bye bye. Và hẹn gặp lại mấy bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ui, cái gì vậy? Điên rồi. Trời ơi, trả thù nữa vậy trời. Ok, thôi rồi. Tạm biệt mọi người nha. Bye.